Xin chào mọi người, lại là Hùng đây. Thì hôm nay Hùng có một bé Shiba sắp đẻ. Bé này thì bầu được hơn 60 ngày rồi. Thì hôm nay có hiện tượng cào ủ và đàn đẻ. Thì hôm nay Hùng sẽ làm video quay lại những cái bước Hùng đỡ đẻ cho chú chó nhé. Mình Hùng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đỡ đẻ làm sao để chú chó nó khỏe mạnh và chú chó con cũng khỏe mạnh nhé. Đó. Thì những thứ mình cần chuẩn bị đó là găng tay này, kéo kim tiêm, cồn sát khuẩn nhé. Và những loại thuốc, đây là những thuốc bổ, đây là hai loại thuốc bổ. Đó, đây là Catosan. Catosan thì bao gồm những cái chất dinh dưỡng, những cái vitamin để bổ sung vào cho con chó nó khỏe mạnh hơn. Đó, cả B12 cũng thế, canxi B12 cũng thế. Canxi B12 là rất quan trọng nhé. Khi mà con chó đẻ ấy, thì nó sẽ rất dễ bị thiếu hụt canxi, thì mình sẽ phải bổ sung cho con chó nhé. Đó. Còn đây là oxytocin. Oxytocin là thuốc kích đẻ. Khi mà con chó nó đẻ được một con rồi thì mình sẽ bắt đầu tiêm cho bé một mũi oxytocin nhé. Với con chó tầm khoảng hơn 10 kg như thế này, mình sẽ tiêm khoảng 1 c nhé. Đó. Còn cồn thì mình sẽ dùng để lau những cái đầu vú của con chó mẹ, để khi mà con chó mẹ nó đẻ con ra thì con nó bú thì nó sẽ sạch được cái đầu vú, sẽ sạch được con hơn. Còn đầu tiên thì mình sẽ dùng để hút những cái thuốc này ra và tiêm cho chó. Đó, mà kéo thì lúc mà mình đỡ đẻ ra ấy, thì con nó có cái rốn thì mình cắt cái rốn. Đó, nó đang quay và lượng cái thế để mà đẻ đó. Thì hiện tại thì nước ối bên ngoài đã bắt đầu vỡ ra rồi, thì nó sẽ đang cố gắng cào và sẽ đẻ những cái con ra. Đó. mình sẽ vuốt ve nó nhé, và xoa dịu cái tinh thần của nó. Nhiều con nó hoảng, nó khó đẻ thì nhiều con nó hoảng nó khó đẻ nên mình trấn an tinh thần nó, làm sao cho nó thoải mái nhất để có thể nó đẻ một cách tốt nhất nhé. Khi mà chọn chỗ đẻ thì mình cũng nên chọn cái chỗ mà nó yên tĩnh và không có những con chó khác nó chạy qua chạy lại hoặc sủa, để cho con chó nó yên tĩnh và nó thoải mái nhất, cái tâm lý con chó nó thoải mái khi mà đẻ nhé, mọi người nhé. Đây mọi người ơi, thì đã nặng ra một con, thì bây giờ Hùng sẽ đỡ đẻ cho bé nhé. Đây, đẻ đã nặng ra một con đó. Mình sẽ cố gắng để kéo con ra. Cố gắng mình đừng để cho cái nhau nó bị sót lại trong nhé, mình sẽ kéo cả nhau cả rốn ra luôn nhé. Đây, cái phần nhau mình đã lấy ra rồi, đó, bao gồm cả nhau cả con nhé. Thì bây giờ mình thật nhanh tay mình cắt, mình sẽ xé cái bọc ối này ra. Đấy, xé bọc ối này ra. Đó, thì mình sẽ, đầu tiên mình sẽ nút cái mũi cho thông cái mũi đường thở của con chó nhé. Mình sẽ lấy giấy để lau. Đó, mình sẽ lau ở trên lưng này. Con chó nó càng kêu thì nó càng khỏe nhé. Mình sẽ lau cho khô nhé. lấy thật nhiều giấy vào để lau cho bé. Đấy, lau ở trên dưới nhé. Đó.
sau đó thì mình sẽ cắt rốn đi, cắt rốn cho bé. Sau khi nấy thì mình sẽ đưa cho mẹ nó liếm cái rốn đấy để mẹ nó ăn cái hoa đi. Cái hoa này thì khá là nhiều chất dinh dưỡng cho nên là cho mẹ ăn không sao cả nhé. Mình sẽ cố gắng mình lau cho sạch. Khi mà con mẹ nó liếm như thế thì cái vết thương này nó sẽ liền lại, nó sẽ không chảy máu nữa. Đấy, con mẹ nó đang liếm bộ phận sinh dục của con chó con á, thì để cho con chó con nó đi vệ sinh để thông cái đường tiểu và đường đi thải. Đó, mình phải tiếp tục mình lau, lau cho con chó con này khô đi. Lát nữa mình sẽ chuyển sang bên kia để cho ở trong bóng đèn á, cho con to nó nằm. Đó, một cái cúi nha mọi người nhé, một bé cái. Đó, bây giờ mình chỉ cần lau khô đi, lau cho khô xong mình để dưới đèn sưởi là được. Đây thì hiện tại bé đã đẻ được một con rồi. Thì đây là một bé cái đầu tiên nhé. Đó, thì mình đã lắp bóng đèn sưởi này với cả nó thay lại cái lót cho nó sạch sẽ. Đó, mình sẽ để bé ra đây cho mẹ nó chuẩn bị nó đẻ tiếp nhé. Thì trong lúc chờ chỗ mẹ rặn tiếp thì mình sẽ lấy giấy mình gấp lại sẵn như này để lát nữa mình lau nhé. Đó, đó thì chó mẹ đẻ xong một con rồi thì mình bây giờ mình sẽ tiêm kích đẻ nhé. Đây là oxytocin kích đẻ này. Đó, mình sẽ lấy ra, mình sẽ kim tiêm ra. Mình sẽ lấy khoảng hai con mẹ này thì mình sẽ lấy từ 0.7 đến 1 cm. Mình sẽ cố gắng câu hết cái bọt ra ngoài ra. Mình sẽ tiêm giấy da cho mẹ nhé. Oxytocin thì nó sẽ kích thích con chó cái nó co bóp tử cung. Thì khi mà con nó ra là nếm tử cung ấy thì con tử cung nó cứ co bóp thì nó sẽ đẩy con ra đấy. Thì việc này sẽ làm cho con chó nó đẩy nhanh hơn và cái sức khỏe của con chó mẹ nó mất cũng ít hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ chờ con chó tiếp theo ra nhé. Đây thì hiện tại bé mẹ đang rặn bé thứ hai. Đó, mình sẽ chờ để đỡ cái bé ra đó. Như dòng số 3 này thì dễ, mình không có cần phải kích thích cái bộ phận sinh dục của nó, mà chỉ cần chờ lúc nào cho con nó ra thôi. Lúc nào cho con nó ra thì mình sẽ đỡ. Thank you.
con thứ 23 thì mình sẽ cho cả hai con lại bú nhé, bú để cho mẹ nó nghỉ một tí thôi, rồi lúc nào mà con mẹ nó rặn ấy thì mình lại tách con ra, thì mình lại để con mẹ nó để. Con thứ hai là đực vào vậy ạ, con đầu là cái, con đực một cái màu vàng hết. Hiện tại thì chó mẹ đang rặn bé thứ ba. Video đến đây thì cũng kết thúc rồi. Thì bé Shiba này thì đẻ được 4 bé, 2 cái, 2 đực nhá. Đó, mẹ còn mẹ tròn con vuông. Đó, mọi người thấy đẻ đứa đẻ cái dòng Shiba này có dễ không? Đó, mình chỉ cần hỗ trợ cho bé thêm một chút nữa là cái tỷ lệ các bé khỏe mạnh sẽ cao hơn nhé. Đó. Xin chào mọi người nhé. Mọi người mà thấy hay thì cho mình một like, một subscribe. Mình sẽ cố gắng lên các video bổ ích thêm để cho mọi người xem nhé. Xin chào mọi người.